Kính thưa quý thính giả, chương trình được liên tục đến bài An ủi một tín đồ. Bài này Đức Giáo Chủ viết tại Sài Gòn năm 1943. Nam mô A Di Đà Phật. Con thuyền bắt nhà sang sông, miệng ngoài gọi khắp lòng trong ngại ngùng, đã từng giữa kẻ nâu sùng, cớ sao tâm trí còn tùng ngoại duyên. Muốn lên tiên được cảnh tiên, nấc thang vinh hạnh thầy riêng cho mình. Từ đây đến buổi thanh bình, muốn người niệm Phật quả mình biết kỳ bao. Trồng cây mà chẳng rắp rào, để cho gió lại tạt vào gốc mà lai. Lòng người chẳng ai ước mà cay, bị câu tài sắc khi đổi thay khôn lường. Một mai đến số vô thường, công kia với tội có lường kịp chăng? Nam mô A Di Đà Phật.